Là con xin là câu hỏi của cư sĩ. Dạ, con kính bạch sư, với một hành giả còn nhiều phận sự công việc phải làm thì nên tu tập đề mục gì và tu tập như thế nào trong cuộc sống để duy trì chánh niệm và phát triển được bát chánh đạo ạ? Người cư sĩ tại gia thì đó có cư sĩ thì có nhiều hạng người, là có những người vẫn thực hành được pháp như người xuất gia, mặc dù là hình tướng tại gia nhưng tâm hoàn toàn xuất gia. Nhưng mà có những người thì quá bận rộn với đời sống tại gia nên là không thực hành được nhiều, thì cố gắng thực hành một chút ít, ví dụ là tối thiểu nhất là giữ được năm giới, và cái bát quan trai giới có thể không giữ được hàng ngày nhưng một tháng có thể giữ được 4 ngày trai giới. Ngày mùng 5, ngày 10, 15, ngày 30, mùng 8, 23 giữ được bát quan trai giới, thì cái ngày giữ bát quan trai giới cũng đồng nghĩa với việc là thực hành thiền chỉ quán. Thì cái ngày hôm đấy thì vị ấy hãy thực hành thiền niệm ân Đức Phật. Người sống tại gia thì bao giờ cũng phải niệm ân Đức Phật đặt lên hàng đầu để mình không có đi, không rơi vào những cái tà đạo khác, mình luôn luôn giống như là gắn bó chặt chẽ với Phật pháp, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm chết, thì niệm về Niết Bàn. Đấy là cái pháp, và cái pháp mình cần tu tập nữa đó là hành thiền tâm từ, kết hợp tu tập bát quan trai với hành thiền tâm từ, thì mình sẽ không sân hận, không ác ý, không thủ hiểm, không gây sự, không tranh đấu, không gây quan trái với ai ở đời. Thì sống ở đời mình gặp những người ác nhiều lắm, mà mình không có cái tâm từ thì có thể mình sẽ luôn luôn sống ở trong xung đột, sống ở trong mâu thuẫn, sống trong bất hòa, sống trong tranh chấp đấu đá, thì sống như vậy khổ lắm. Sống luôn luôn sống ở trong cái thời chiến loạn lạc rất là khổ. Mình sống với một cái đời sống hòa bình, hòa hợp với mọi người xung quanh, mình yêu quý mọi người, được mọi người yêu quý, thì cái đời sống tự ra được như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Hoặc là mình có thể tu tập những cái pháp khác để ni tham, như là niệm về sự chết, niệm về xác chết cũng đều được hết, để mình không sống ở giữa đời mà không đắm nhiễm đời như hoa sen ở bùn mà không có nhiễm mùi bùn ấy. Thì phải niệm xác chết, niệm sự chết để mình coi thường những cái tài vật, và mình chú trọng về đời sống tinh thần hơn. Rồi là tu tập về thiền hơi thở vào ra để giữ cho tâm tán loạn. Rồi nếu có điều kiện thì thực hành các pháp thiền quán, phân biệt danh sắc, quán nhân duyên, quán vô thường khổ vô ngã, để chứng đắc được đạo quả. Người đại gia mà cố gắng chứng được sơ quả thì an tâm là không bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Rồi cố gắng chứng nên nhị quả, tam quả, thì mình có thể từ bỏ những cái đời sống dục này. Nếu mà cố gắng mà chứng đắc được đến A-la-hán quả thì đi xuất gia luôn, không có thì mình sẽ phải chết trong ngày hôm đấy. Vậy thì cái người tại gia tùy theo từng cái hoàn cảnh của mỗi người mà có thể tu tập được các pháp tuần tự từ thấp đến cao, thậm chí những người đấy vẫn tu tập vẫn chứng đắc được như người xuất gia, không có khác gì lắm. Vậy thì mình dù có bận rộn bao nhiêu cũng cố gắng thực hành theo khả năng của mình.